Chào các bạn, tôi là Ngọc Diễm, chuyên gia tư vấn khoa mắt của dược phẩm Bilora. Còn tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của Bilora. Bạn biết không, bên cạnh hiện tượng lão thị và các bệnh về mắt như đột thủy tinh thể, tăng nhãn áp, thì người lớn tuổi còn thường mắc phải thoái hóa điểm vàng. Đây được xem là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên tình trạng mất thị lực nghiêm trọng. Điều đáng cảnh báo ở đây là qua ảnh hưởng của nếp sống và chế độ dinh dưỡng thì đang làm cho căn bệnh này ngày càng trẻ hóa hơn. Được nhiều người giới thiệu điều trị bằng nhiều loại thuốc tây khác nhau, bạn rất hoang mang, liệu giải pháp nào sẽ có tác dụng hiệu quả nhất và an toàn cho sức khỏe? Qua nhiều trang thông tin, bạn biết đến bộ đôi thuốc thảo dược Biloma từ Mỹ, nhưng vẫn còn băn khoăn về nguồn gốc thảo dược, xuất xứ như thế nào và điều gì khẳng định nên tiêu chuẩn của Biloma. Hiểu hết những lo lắng của bạn, hôm nay tôi và dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó, cho bạn tin tưởng vào tác dụng mà bộ đôi thuốc thảo dược Biloma mang lại. Hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế, tập đoàn Factor Group of Nutritional với thương hiệu là Natural Factor. Chỉ riêng ở Bắc Mỹ, chúng tôi có hơn 700 mét vuông dùng làm văn phòng, cơ sở sản xuất, phòng thí nghiệm và kho bãi. Dựa trên yếu tố tự nhiên làm tiền đề, với sự kết hợp giữa nguyên vật liệu thiên nhiên và công nghệ khoa học tiên tiến nhất, Natural Factor hiện là thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, được phân phối rộng khắp Mỹ, Canada, Úc và cả Việt Nam. Chúng tôi tự hào có trang trại dược liệu hữu cơ riêng, các khâu thu hoạch đều dùng tay, văn phòng thí nghiệm hiện đại và mời được các nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thảo dược về hợp tác. Tiếp theo, tôi sẽ dẫn bạn đến Canada để khám phá vùng trồng dược liệu rộng hàng ngàn hecta. Nhìn từ trên cao, bạn có thể thấy nhiều loại thảo dược được chúng tôi phun trồng tại đây để cung cấp một lượng nguyên liệu thiên nhiên tốt nhất. Trang trại này là một nơi rất đặc biệt bởi thung lũng nằm giữa hai hồ Oder và hồ Quan và được bao phủ bởi núi và đồi. Ngoài ra, điều làm nên giá trị nơi này còn bởi lượng phù sa dồi dào từ những trận lụt của sông Quan. Đó là cái nhìn đầu tiên từ đất ở nông trại này. Tiếp theo ta sẽ đi sâu vào cấu trúc. Lớp đất ở đây có độ sâu 2m và có tính chất phân tầng vôi đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa độ pH của đất. Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi đã nghiên cứu thời gian dài địa chất nơi này để giúp năng suất cây trồng được phát triển tối ưu nhất. Tiếp theo, một thành phần đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nên một lọ thuốc đó chính là hạt giống. Kỹ sư của chúng tôi đã kiểm soát và lựa chọn chặt chẽ dựa theo tiêu chí loại không lai, hạt không biến đổi và gen hữu cơ nhằm đảm bảo cây con khỏe mạnh. Có thể bạn thấy việc kiểm tra độ ẩm và lượng nước mỗi ngày là không cần thiết, nhưng chúng tôi tin càng nhiều quy trình thì cây con sẽ có chất lượng tốt. Khi thảo dược đạt được sự phát triển hoàn thiện nhất, chúng tôi tỉ mỉ thu hoạch chúng bằng tay. Tuy vậy, không phải chiết xuất dược liệu nào cũng giống nhau, cho dù chúng có cùng từ một loại thảo dược. Chúng tôi sử dụng hoàn toàn công nghệ khoa học mới và tiên tiến nhất hiện nay, giúp đảm bảo chất lượng thảo dược và loại bỏ hoàn toàn độc tố. Góp phần thêm giá trị của thuốc thảo dược còn có công sức nghiên cứu của đội ngũ dược sĩ. Chúng tôi đưa ra rất nhiều thử nghiệm, sử dụng phương pháp phân tích phổ khối phức tạp để xác định độ tinh khiết và chất lượng của thảo dược. Thành phần hoa, quả, rễ, lá được nghiên cứu và cho ra tỷ lệ chính xác và phù hợp nhất đối với thể trạng của người bệnh. Để mang tính khách quan, chúng tôi lựa chọn ICU để chứng nhận sản phẩm. Dấu ấn chấp nhận của ICU là sự đảm bảo cho bạn rằng cái sản phẩm của chúng tôi an toàn, chất lượng và có hiệu quả thực sự. Bạn hãy tưởng tượng xem lợi ích của một mùa thu hoạch thảo dược toàn bộ trong một viên thuốc. Bộ đôi thuốc thảo dược Biloma là sự kết hợp của 10 loại nguyên vật liệu thiên nhiên, vitamin và khoáng chất, axit béo, việt quất, hạt nho, coenzyme Q10, hoa cúc, sắc tố thực vật, chi việt quất, sắc tố hữu cơ, dầu cọ. Hỗn hợp vitamin và khoáng chất chính là thành phần thiết yếu nuôi dưỡng đôi mắt sáng khỏe. Trong một viên thuốc được hội tụ vitamin A, B, C, D và E, gồm các khoáng chất như kẽm, đồng và xilin. Để lấy được nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào, bạn hãy đến thăm vườn trồng rau củ của chúng tôi. Đất được làm xốp và kiểm tra thường xuyên trước khi gieo trồng. Sau đó, chia đều vị trí gieo hạt giúp cây con có đủ không gian phát triển. Hạt giống trước khi gieo phải được ngâm trong nước từ 8 đến 10 tiếng và ủ từ 1 đến 3 ngày trước khi được đưa vào sử dụng. Yếu tố ánh sáng cũng cực kỳ quan trọng, tùy thuộc vào đặc tính của từng loại cây mà chúng tôi đặt ở vị trí riêng. Sau khi trải qua thời gian chăm sóc, đến mùa thu hoạch, những quả nào đủ chất lượng mới được làm nguyên liệu sản xuất, bởi thành phần hoạt tính lúc này là tốt nhất. Axit béo N-carnitin, L-carnitin được chiết xuất từ 4 loại hạt: hạnh nhân, ốc chó, hồ đào và mắc ca, giúp đào thải mảng bám, bảo vệ sức bền của mạch máu, loại bỏ tắc nghẽn giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Quy trình sản xuất khép kín luôn đảm bảo yêu cầu khắt khe về nhiệt độ và áp suất để không làm thay đổi các hoạt tính. Blueberry thuộc giống họ thạch nam, quả mọng tròn, ruột trắng,
Cây mọc thẳng đứng có kích thước từ 10cm tới 4m, là loại cây ương nhiệt nên chỉ được trồng vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Cây con sẽ nảy mầm từ 7 đến 10 ngày và sau 120 đến 150 ngày thì sẽ đạt được độ trưởng thành nhất định. Đất trồng phải là than bùn trộn với mùn cưa hoặc là vỏ thông mục. Do đặc tính khó trồng nên đòi hỏi phải đo độ đất, làm ẩm và duy trì độ pH thường xuyên. Blueberry có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do, là nguồn cung cấp vitamin A, B, C tuyệt vời và làm chậm quá trình lão hóa. Trái nho là một loại dây leo thân có tua, lá đơn mọc so le, quả mỏng hình trứng hoặc hình cầu, vỏ mỏng có khoảng 4 hạt hình lê. Bởi tính ưa nhiệt độ cao nên vị trí gieo trồng nho phải nơi nhiều nắng, độ ẩm thấp và có độ pH duy trì từ 6,5 đến 7.0. Qua các nghiên cứu, hạt nho có chứa chất oxy hóa mạnh là proanthocyanidin, giúp loại bỏ các gốc tự do gây tổn thương tế bào, đồng thời giúp tái tạo sắc tố thị giác. Coenzyme Q10, hơi thở của mỗi tế bào. Gọi như vậy là bởi vì chất này có nhiều trong các tế bào động thực vật. Là một hợp chất tự nhiên có đặc tính tương tự vitamin, đến 95% năng lượng hàng ngày của cơ thể được hoạt động bởi coenzyme Q10. Thịt cá là nguồn nguyên liệu bổ sung dồi dào, nhưng không phải tất cả đều chỉ dựa vào động vật. Thực vật là nguồn nguyên liệu lý tưởng. Các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã tổng hợp coenzyme Q10 từ đậu phộng, hạt hồ chăng và đậu nành. Lutein và zeaxanthin có trong hoa cúc vạn thọ, giữ vai trò tạo nên màu vàng của điểm vàng và bảo vệ võng mạc. Đồng thời, được xem là chiếc kính giúp chống nắng từ bên trong cho đôi mắt. Cúc vạn thọ là giống hoa linh hoạt, phát triển tốt nhất ở đất ẩm và phì nhiêu. Hạt giống hoa cúc được gieo cách nhau 5cm, thường sau 2 tháng là hoa đã đạt được sự phát triển hoàn hảo. Thời điểm tốt nhất để thu hoạch hoa cúc vạn thọ là sáng sớm, sắc tố màu sắc của hoa biến đổi từ vàng nhạt sang đậm hoặc chuyển thành màu cam. Lycopene là một caroten, dạng sắc tố hữu cơ có màu đỏ tự nhiên có trong thực vật, có tác dụng ngăn chặn quá trình lão hóa và giúp chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng tôi chiết xuất lycopene từ quả cà chua để có nguyên vật liệu hữu cơ, từ nhiệt độ và ánh sáng đều được nghiên cứu kỹ càng. Thời gian gieo trồng thích hợp là tháng 7 và tháng 8, thu hoạch vào cuối tháng 10, tháng 12. Cà chua có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng lại là cây ưa sáng, vì thế mà vị trí trồng lý tưởng nhất cho cây là nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời. Blueberry có nguồn gốc châu Âu, cây cao khoảng 0,4m, quả có ruột màu đỏ tím, chua ngọt. Trồng tốt nhất trong điều kiện thời tiết mát mẻ, mùa xuân là thời gian thích hợp để gieo trồng, thường đến mùa thu quả mọng sẽ được thu hoạch. Được biết đến là nguồn cung cấp anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh mẽ và chống viêm, bên cạnh đó còn làm tăng tính bền của các mạch máu li ti ở mắt. Nhờ có khả năng đẩy mạnh sản xuất rhodopsin, tế bào giúp nhìn tốt trong ánh sáng kém, cải thiện thị lực ban đêm và thích nghi với sự thay đổi ánh sáng. Beta-carotene, gamma-carotene và alpha-carotene là những sắc tố hữu cơ có màu vàng, cam, đỏ, được tìm thấy trong nhiều loại bí ngô, cà rốt, khoai lang, đu đủ và các loại rau đậm màu. Sở hữu trong mình khả năng chống oxy hóa ưu việt vì nó có tác dụng khử hết gốc tự do dư thừa, bảo vệ màng tế bào và làm chậm lại sự lão hóa. Chúng tôi tổng hợp sắc tố hữu cơ từ rau củ ở trang trại rau quả như cà rốt, cà chua, đu đủ và nho. Cây cọ có nguồn gốc châu Phi, cao tối đa 20m, thuộc nhóm thân câu dừa, lá dài từ 3 đến 5m, thuộc loại lá xẻ và cuống thường có gai, quả cọ dầu hình trứng, dài từ 4 đến 4,5cm, cụm rất lớn có màu đỏ cam khi non và chín sẽ chuyển sang màu vàng. Quả có chứa nhiều dầu ở lớp vỏ ngoài, thịt quả màu trắng và có duy nhất một hạt. Sau từ 2 đến 3 năm gieo trồng sẽ ra hoa kết quả, quả thường chín vào tháng 7 và tháng 12 hàng năm. Lợi ích của dầu cọ giúp loại bỏ mảng bám ở các mao mạch mắt, chứa nhiều vitamin A, tăng cường dưỡng ẩm và giúp chống lại các tia cực tím. Tới đây, tôi tin bạn đã thấy được tất cả các thành phần thuốc đều được bào chế từ các loại thảo dược thiên nhiên, từ khâu gieo trồng cho tới mùa thu hoạch đều trải qua nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt. Hướng đến tiêu chí sản phẩm tốt và an toàn cho sức khỏe, Natural Factor muốn mang đến giải pháp hiệu quả nhất cho bạn. Vì thế, mỗi năm chỉ sản xuất 5.000 bộ thuốc được lưu hành trên toàn thế giới. Bộ đôi thuốc thảo dược Biroma mang đến cho bạn đó là phương pháp điều trị hiệu quả và không lo tác dụng phụ, đi đúng nguyên nhân, điều trị dứt điểm. Căn bệnh thoái hóa điểm vàng sẽ được cải thiện tốt, đó là điều mà chúng tôi dám cam kết với bạn. Với liệu trình đầu, các triệu chứng nhức mỏi mắt sẽ biến mất, thị lực sẽ dần phục hồi. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ thật sự cảm thấy hài lòng khi điều trị với bộ đôi thuốc thảo dược Biloma từ Mỹ. Hãy để lại số điện thoại để được các chuyên gia của Biora tư vấn miễn phí. Hoặc bạn có thể gọi đến hotline 0909 748 517 hoặc 0962 158 661. Và nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp, bạn có thể đến số 22 đường 34 phường An Phú quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website quendithoaihoa.com hoặc youtube.com/Biora. Chúc bạn luôn vui khỏe.